Mới đây, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai con chó bẹt rê lao vào tấn công bé gái 5 tuổi khiến nạn nhân tử vong. Mới đây, một hộ gia đình ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường đã thả hai con chó bẹt rê khi cả nhà đi vắng. Lúc này, cháu gái 5 tuổi là người nhà của chủ chó đi qua thì bị hai con chó này tấn công. Ngay sau khi mọi người phát hiện ra sự việc, cháu bé đã được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, bé gái không qua khỏi. Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc. Bước đầu xác định là do chủ chó không quản lý chặt vật nuôi nên đã xảy ra sự việc đau lòng trên.